Xin chào tất cả anh chị. Hôm nay em lên video nha. Bây giờ hơi bận việc tí xíu cho nên hôm nay em lên video trễ. Cũng nhắc lại vấn đề về hình thức ship code ha. Bây giờ ship code là cọc giúp em 50 ngàn nha. Thì vẫn như thường lệ đó, giờ là ship code thì em hỗ trợ cho tất cả mọi người code ngoại thành tức là 25 ngàn và trong nội thành tức là Sài Gòn là 15 ngàn ha. Chuyển khoản em sẽ ship nha. Nhắc lại là code mọi người cọc giúp em 50 ngàn nha. Tại vì bây giờ bên bưu cục á em phải trả tiền có trước ha, chứ không phải như xưa là trả sau ha, là thâu tiền sau trừ nữa ha. Bây giờ em vô mã đầu tiên nha. Mã đầu tiên đây là một con Giotto ba lớp, Giotto thái đa năng mà ba lớp nữa, ốp không rỉ lõi carbon, lửa 18, bản rộng 4.1 và độ dày 2 ly, số 1 bán 300 ha. Này là thái ba lớp là cực kỳ ngon ha mọi người, số 1 300. Số 2, một con Santoku 3 lớp, con này là em thấy lỗi không rỉ luôn nha. 3 lớp ốp không rỉ thì em nói lỗi không rỉ luôn nha. Em để mấy bữa nay nó không rỉ ha. Có xài luôn rồi nha. Mấy con này có một số con em đã mài bén luôn nè. Lưỡi là con này còn tem luôn nha mọi người, đẹp. Khá đẹp luôn, chữ là. Lưỡi là 16.5, bản rộng 4.3 và độ dày là 2 ly, số 2 bán 290 nha, 290 cho con Santoku này. Số 3 cũng là một con Santoku, con này là ba lớp ốp không rỉ và lõi carbon nha, con này lõi carbon nha, còn khá đẹp luôn, con này rất là mỏng luôn, thái đã lắm nha, mấy con da nằm mỏng ba lớp là thái cực kỳ ngon luôn, mọi người nhìn nha, rất là đẹp nha. Lưỡi 16.5, bản rộng 4.3 và độ dày con này chỉ có 1.5 ly thôi. Rồi số 3 bán 270. Số 4 đây là một con Giotto nha, hãng của này thì quen lắm nè, đó em có mấy con này mà em quên nè. Này là một con Giotto 3 lớp, ốp không rỉ và lõi em thấy không rỉ luôn nha. Lõi không rỉ luôn nha. Hai mặt chữ ha, còn rất là đẹp luôn. Đã nha, con này nhìn đẹp đúng nha. Chữ đây nha. Lưỡi 17.5, bản rộng 4 và độ dày nó là 2 ly, số 4 bán 330 nha. Này là Giotto nhỏ, lưỡi 17. Số 4 330. Số 5, một con Santoku 3 lớp, ốp không rỉ và lõi carbon nha. Hãng gì này nè, chữ này khá đẹp nha, cái chuyện khá đẹp. Lưỡi 17, bản rộng 4.3 và độ dày nó là 2 ly, số 5 bán 290. Số 6, cũng một con 3 lớp luôn, ốp không rỉ và lõi không rỉ luôn. Lưỡi 16, bản rộng 4.1 và độ dày nó là 2 ly, số 6 bán 250. Tất cả mọi người mua dao là em đã mài bén xong mới gửi cho tất cả mọi người nha. Mọi người yên tâm về vấn đề này. Đó giờ mấy anh chị hỏi là có mài bén chưa thì em không có nói trên đây và cũng không có test luôn, tại vì nó tốn thời gian lắm. Mọi người cứ mua dao là đa phần là em mài bén thôi, chỉ có sơ sót là nhiều khi nhiều quá em chốt đơn nhiều quá thì quên mài thôi ha. Còn con này là con Santoku, này là khâu đúc chữ khắc diện cực kỳ đẹp luôn nha. Vân lưỡi của nó, vân lưỡi nó cũng khá đẹp nha mọi người. Vân lưỡi nó khá đẹp nha. Rồi, khâu đúc nha, nó có vần vần này nữa luôn. Con này hoàn thiện cực kỳ cao nha. Không rỉ luôn nha, con này là ba lớp mà không rỉ nữa. Con này lỗi từ VG10 cho tới cao lên cho lên nha. Tại vì hàng thủ công nè, khắc chữ tay nè, khá đẹp luôn. Lưỡi 17, bản rộng 4.2 và độ dày nó là 2 ly, số 6, ấy lộn, số 7 em bán 600 nha. Số 7, 600. Số 8, một con Giotto, con này là full carbon nha mọi người, xài hết cái con dao thì nó mất bén, hết bén thôi. Full carbon thì đồng nghĩa với việc nó sẽ rỉ, nhưng mà mọi người xài liên tục với bảo quản tốt thì cực kỳ xài ngon luôn nha. Còn tem luôn, chốt đồng luôn nha. Lưỡi 18, bản rộng 4 và độ dày nó là 2 ly, số 8 bán 300. Số 9, đây là một con, cái dáng này là dáng Giotto nha mọi người. Đây là một con Giotto nha, ba lớp ốp không rỉ và lõi carbon nha. Con này khá đẹp luôn. Con này dáng đẹp lắm nha. Dài không nha, lưỡi tới 18, bản rộng 4.2 và độ dày con này chỉ có 1.5 ly nha mọi người. Và con số 9 này em bán là 370 nha. 370. 10, một con Santoku mập của hãng Galaxy nha mọi người, ở đây. Đó mọi người nhìn này đó. Đường halo cắt chống dính nha. Lưỡi 18, bản rộng 4.7 và độ dày nó là 2 ly. Số 10 bán 350.
11 đây là một con Suzuki hay được gọi là file lock và mọi người cũng có thể thái được luôn. Này là chốt đồng nha, và là ba lớp lõi là ốp là không rỉ, lõi là carbon nha mọi người. Thường lõi carbon này nó rất là bén rồi ha. Cái này em không dừng giới thiệu nữa, bao năm qua mọi người mua rất là nhiều vì ai cũng đã hiểu biết rồi ha. Lưỡi 22, bản rộng 3.5 và độ dày nó là 2 ly, số 11 bán 330 nha. File lock là cực kỳ ngon nha, 11 330. À. 12, một con global size dòng lock nha mọi người, dòng lock nha. Còn sót một con. Hàng lõi không logo. Lưỡi 12 bản rộng 2.8 và độ dày của nó là 2 ly, số 12 350 nha. 13, một con chép của dòng Global Ni và được gọi là GN007 nha mọi người, Global Ni GN007 bị ám, lõi ám ngay đây nha mọi người. Hơi ám ám dưới đây chút xíu, ngoài ra không bị lõi gì hết, cán còn đẹp, dập logo dưới cán luôn nha. Lưỡi 18.5 bản rộng 4.5 và độ dày nó là 2 ly, số 13 bán 520. 14, một con G2 hàng lõi không có logo, đây nó bị lõi ám ngay đây nha, đẹp luôn, ngoài có bị một vết ngay đây nè, đó em đưa cho mọi người xem mà bị sao em đưa cho mọi người đó ngay đây nè. Rồi cán đẹp luôn. Lưỡi là 20 bản rộng 4.5 và độ dày đó là 2 ly, cái bản của nó là còn nguyên luôn nha mọi người, 4.5 luôn nha, con này chỉ bị lõi ngay đó thôi nên không có logo ha. Và số 14 này em bán 370 nha, 370. 15, một con bánh mì cũng Global dòng G22 nha, nó cũng giống con G kia vậy đó nhưng mà nó là G22 nha, đây khá đẹp luôn nha. Lưỡi là 20 bản rộng 4.5 và độ dày nó là 2 ly, số 15 bán 300, bánh mì bán 300. 16, một con Santoku, đây là con Santoku dòng Global nha và được gọi là G46 nè mọi người. Và con này nó bị lỗi nghe nè mọi người, đó nó có mấy cái lỗ này nè, lỗ này nó không có rỉ nha mọi người, nó bị lỗ như là bị rớt gì vô á, còn rất là đẹp nha, ngoài cái thẩm mỹ ngay chỗ đó ra thì không còn gì, không có bị, không có gì hết nha, còn đẹp luôn nha. Lưỡi 18 bán rộng 4.5 và độ dày nó là 2 ly, số 16 bán 390. 17, một con này không biết là con gì của Global Ni nè mọi người, Global Ni luôn nè, có dập logo dưới cán luôn, hàng lõi không logo, không biết dòng gì, cái mũi nó nhọn nhọn vậy nè, mọi người về cắt thái gì cũng đều được hết luôn. Lưỡi khá dài nha, lưỡi 21.5 bản rộng 3.8 và độ dày nó là 2 ly, số 17 280. 18, hôm nay có một cây nhíp nha, đây là cây nhíp của dòng Global cực hiếm luôn, và trong bộ mấy người mà hay sử dụng Global mà trong làm cá đó, mọi người người ta hay gấp gấp xương cá đó mọi người, cái này hàng này khó kiếm lắm nha mọi người, em chỉ còn sót một cây một thôi. Rồi số 18 này bán 800 cho cây nhíp này nha, nhíp cấp cá, xương cá nha. Ngoài ra mọi người ở nhà có thể gấp gì cũng được nha, gấp đồ ăn hay gì cũng được luôn, gấp xương ra, dẻ xương, gấp lên cũng được luôn. Số 18 800. Mười chín, cái dòng đề ba nha, đây là đề ba nha, con đề ba này thì cái cán của nó là của Nhật về nó vậy luôn nha, và cái này là cái sơn của nó thì em không biết nó có chữ hay không nha, cái sơn của nó luôn nha đó, thì em chỉ có mài sơ lại, đánh bóng lại cái mặt lưỡi thì sao với lại cái lưỡi nó thôi nè nha. Đây còn cái này là cái cán của nó luôn nha, của Nhật nó làm gì luôn nha, chắc nó tiện, nó mất khâu á, nó làm gì luôn, nhìn tiện ha, nhưng mà mọi người về xài cũng khá ngon, khá đầm luôn á, này khá chắc nha, em thấy còn khá chắc còn ngon cho nên em không có đục ra. Rồi cái lưỡi này, cái lộn, cái con đề ba này á, là lưỡi là 15 bản rộng 4.5 và độ dày con này là 7 ly nha. Do đó em không có biết nó có chữ hay không, em cũng nhìn em cũng không thấy nữa, xong mặt sau cũng không có luôn, cho nên em bán giá 270 nha. Lưỡi thì em đã mài lại rồi nha mọi người, em cũng đã hỗ trợ mài lưỡi cho mọi người luôn. Rồi số 19 270, con này chặt gà vịt cũng được nha mọi người, mà về mài hạ là cái góc dưới này nè mọi người, chặt khá ngon luôn, còn nửa góc trên đây mọi người làm cá ngon ha. Số 19 270. 20 của một đề ba luôn, đây chữ đây, cái dập gì có số đây, GA gì rồi số gì 9331 gì đây mọi người, đây cán còn đẹp luôn nha, mặt sau nó ok luôn, con này hàng nó hơi mỏng đi xíu. Đợt trước có mấy anh làm cá, anh cũng khoái kêu kiếm giùm đề ba mà mỏng mỏng, thì nay có một con nè nha. Lưỡi con này là 15.5 bản rộng 4.7 và độ dày nó là 4 ly, số 20 290 nha, 20 290. 21,
một đề ba luôn. Con này khá bình dân, con này nói chung là ok thôi, không có được đẹp cho lắm ha, nó còn hơi ấm ấm này nè. Đây, mặt sau nó đây. Cán đẹp nha. Cán nó còn tem như vậy luôn nè. Lưỡi nó đây. Lưỡi là 15, bản rộng 4,7 và độ dày nó là 7 ly. Số 21 này bán 350 nha. 21 350 nha, chữ nó đây nha mọi người, 21 350. 22 con này khá nặng và đầm tay lắm nè. Lưỡi con này là 16,5, bản rộng của nó 4,9 và độ dày của nó tới 9 ly. Lần con này chặt gà vịt là hơi bị ngon nha. Chữ nó đây nha mọi người. Đây là mấy cái này nó ám thôi nha, chứ không có rổ rỉ gì đâu nha. Mặt sau đẹp nha. Lưỡi đây. Lưỡi là 16,5, bản rộng 4,9 và độ dày 9 ly, khâu là khâu inox ha. Số 22 này bán 430 nha. Mọi người lấy con này về chặt gà vịt cũng được. Và em nhắc lại á, nếu mà mọi người muốn chặt gà vịt á, mọi người chặt nửa góc dưới đây thôi nha. Là mọi người mài góc nó cao lên nha, đừng mỏng quá mỏng, là chỉ nên mình làm cá góc trên đây thôi. Là mọi người chặt gà vịt thoải mái luôn nha. 22 430 nha, con đề ba này 430. Rồi, cái Nakari nha. Đây là một con Nakari hàng thủ công nha, khâu nhựa. Cán còn đẹp luôn nha. Đây lưỡi nó đây. Chữ nó đây nha. Ây da, bén, con này em đã mài rồi nè, bén lắm. Lưỡi là 14,5, bản rộng nó 5,4 và độ dày con này tới 6 ly luôn mọi người. Góc cán nó 6 ly và mỏng về trên mũi là còn phải 1 ly nha. Con này đầm tai lắm nha. Con này là thái Nakari, thái rau củ quả nha. Con này thái hơi bị ngon nha. Số 11 này bán 301 nha. 11 301 Nakari nè. 12, cũng một con Nakari luôn. Này, con này còn nước râm đen luôn nè mọi người. Và con này đem đầm mài bén rồi nè. Và cái thép của nó rất là cứng nha. Tại vì em thấy nó ngon quá cho nên em mài thử. Nhưng mà ai ngờ đâu nó cứng quá à. Nhưng mà có một cái là con này nó không có chữ nha. Em tính đục cán là coi nó có chữ không. Nhưng mà hơi mất công quá. Nó có dập dập như hàng thủ công, nó đắp nó dập búa nè mọi người. Nhìn nè, nước đầm đen còn luôn nha. Lưỡi con này là 16, bản rộng 5,3 và độ dày của nó là 3 ly. Số 24 này bán 270 nha. Do không có chữ nên bán 270. Con này rất là bén luôn nha. Con này em đã mài bén rồi nè, rất là bén luôn. 270, số 24, 270. 25, đây, một đống chữ luôn. Đây, lưỡi đây. Đây, nước râm đen của nó còn luôn nè, đó. Đây, nước chưa vô luôn nè, đó, nhìn cán này nha. Lưỡi là 16, bản rộng 4,9 và độ dày con này là góc cán 4 ly, mỏng dìm mũi còn 1 ly. Số 25 là bán 330 nha, 330. Chữ ra nghe đó, đưa lại cho mọi người coi kỹ hơn ha. 25 330. 26 hàng còn mới luôn, còn tem. Đây. Nước râm đen còn luôn, mới luôn. Đây. Cán đây. Lưỡi nó là 16,5, bản rộng 5,3 và độ dày của nó là 3 ly. Số 26 này bán 390. 27, đây là một cái lưỡi Nakari. Thì cái này làm bữa em có cái video clip em chứ em có lên em nói là nó bị gãy rồi nè. Thì em đã kiếm được một khúc tan của nó rồi nha. Còn em mua về thì em đưa khúc này luôn. À, cái này là thép Damascus nguyên khối nha mọi người. Và hàng này không phải là hàng Trung Quốc nha. Em nhắc lại là hàng này không phải là hàng Trung Quốc nha. Ha. Đây. Và cái lưỡi này em đang mài bén rồi nghe, mài rất là bén luôn nha, cực kỳ bén luôn. Thì cái anh kia anh chốt rồi, anh đặt cọc rồi, nhưng mà anh đi công việc á, anh lâu về nhận về quá vậy, anh cũng nói lâu quá cho nên thôi em hoàn về ha. Đây mọi người nhìn nha, em có một cái khúc tan của nó nha, ai lấy thì em đưa khúc tan này luôn nha. Và này là Damascus nguyên khối nha mọi người. Cái mấy cái này là nó dính gì nha, em sẽ hỗ trợ em đánh lấy dầu hôi, lấy xăng, em sẽ đánh cái nó keo á mọi người, em sẽ đánh ra cho mọi người nha. Đó, này mọi người nhìn nha. Và cái lưỡi này nặng lắm nha. Lưỡi này nặng lắm, mọi người về là hàng cái tan vô, làm cái cán vô, thái băm cũng đều được luôn nha. Cái lưỡi rất là bén nha. Mọi người nhìn nha. Lưỡi cái này là 18, bản rộng 5,4 và độ dày con này là 3,5 ly, dày đều 3,5 ly luôn nha, tới trên mũi luôn nha. Và số 27 này bán 600 cho cái lưỡi này nha, 600. 28. 28 thì em đã có một con này. Con này thì mọi người hay thấy thánh rắc muối hồi xưa, mọi người hay coi trên TV á, trên YouTube á, thánh rắc muối các bít tết á, thì cũng có giống cái con này giống vậy thôi chứ không phải là nó của trong đó nha. Và cái hãng này là hãng Kaikut nha. Đây mọi người nhìn nha, da băng nè, đây.
Đó. Và cái con này mọi người có thể chặt gà vịt là thoải mái nha, vô tư nha. Thì thực chất ra con này ở nhà em đang sử dụng để chặt gà vịt á, nhưng mà nó khá dài, bỏ trong cái tủ không có vừa, là đa phần để ngoài thôi, cho nên chỉ có mục đích đó, cho nên thôi em lấy ra em bán. Chứ trước giờ em để là một con này để em chặt gà vịt nè. Và một cái nữa là chặt dừa được luôn nha, hơi bị ngon nha, hơi ngon nha. Còn chặt giò heo gì là em có thử nha, tại vì nó có vậy có 3 ly thôi, nhưng mà gà vịt là quốc tế nha mọi người, quốc tế thoải mái nha, chơi thoải mái đi nha. Đây, lưỡi nó thì em đã mài bén rồi nha, em mài gốc nó cũng cao lắm nên chặt đạo thoải mái nha. Thì cái lưỡi này á nhìn nó khá là ghê nha mọi người, lưỡi nó là tới dài tới 31 luôn nha, và bán rộng của nó là 4 và độ dày nó là 3 ly đều nha mọi người. Số 28 để em bán 400 nha, 28 400. Rồi 29 với 30 thì mọi người biết quá rành rồi ha, combo cán ba cái cán gỗ mun sần hay còn gọi là mun sọc đó, thì ba cái cán gỗ mun này không khâu, ba combo ba cái là em bán 201 nha. 29 30 thì ba cái gỗ cẩm 201 luôn, mọi người muốn lấy cái nào lấy ha. Rồi, nhắn tin và mọi người chốt hàng ấy nhắn tin qua số điện thoại của em để trên tiêu đề nha, hoặc là Zalo nha. Em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Công việc bây giờ cũng đỡ rồi cho nên em sẽ lên video đều đều hơn cho mọi người nghe. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.